Thời Xuân Thu, nước Tấn có một vị đại phu tên Thúc Hướng muốn cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ, nhưng mẹ ông cực lực phản đối. Bà nói mẹ cô gái này là Hạ Cơ, công chúa nước Trịnh, sắc nước hương trời, nhưng mang danh khắc chết ba người chồng, diệt vong một đất nước. Những mỹ nhân có tướng này thường là hồng nhan họa thủy, có thể mang đến họa sát thân. Vậy nên bà nhất quyết không đồng ý hôn sự này, nhưng cuối cùng vẫn không thể cải được vận mệnh. Nhìn tướng chọn dâu, nhưng mệnh trời khó cải. Câu chuyện về Hạ Cơ được mẹ của Thúc Hướng kể lại như sau. Hạ Cơ bẩm sinh có dung mạo xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, bao nhiêu công hồn đã bị làm cho mê hoặc điên đảo. Bao nhiêu quý tộc từng vì nàng mà không ngớt tranh giành. Nhưng trái với luân thường đạo lý, Hạ Cơ ý mình xinh đẹp, hoang dâm vô độ, cô ta thông gian với rất nhiều đại phu trong triều. Theo chú thích trong quyển 52 của Tả Truyện Chính Nghĩa, Hạ Cơ sát tam phu. Từ sát ở đây có hàm nghĩa là khắc. Hạ Cơ đã khắc chết ba đời chồng. Đáng nói là sau khi người chồng Trần Ngự Thúc qua đời, cô ta còn thông gian với vua Trần Linh Công cùng Khổng Ninh và quân thần Nghi Hằng Vũ. Năm 599 trước công nguyên, Trần Linh Công cùng Khổng Ninh và Nghi Hằng Vũ đến nhà Hạ Cơ uống rượu. Tại đây, ba người nói chuyện đùa cợt, có động chạm đến con trai Hạ Cơ là Hạ Trân Thư. Chuyện đến tai, Hạ Trân Thư rất căm tức, thủ sẵn tên nấp trong chuồng ngựa, đợi Trần Linh Công từ trong đi ra thì bắn chết, sau đó tự xưng vương. Khổng Ninh và Nghi Hằng Phủ sợ hãi bỏ chạy sang nước Sở, khẩn cầu Sở Trang Vương xuất binh chinh phạt nhà Trần. Hạ Trân Thư kết cục cũng chết bởi khổ hình ngũ mã phanh thây. Có thể thấy, phàm là những nam nhân có liên quan đến Hạ Cơ đều gặp phải bất trắc. Đối với việc Hạ Cơ khắc chết ba người chồng, diệt vong một đất nước, tác phẩm Nữ Hiếu Kinh thời nhà Đường cho rằng đây là tội ác tột cùng. Kể xong, bà quay sang hỏi Thúc Hướng: con muốn thế nào đây? Sắc đẹp tư tướng có thể làm thay đổi tâm tính con người. Một người không có đạo đức tình nghĩa, nếu cưới phải người có nhan sắc, ắt gặp tai họa. Thúc Hướng nghe xong cảm thấy lo sợ, vì vậy cũng từ bỏ ý định cưới con gái của Hạ Cơ. Tuy nhiên ý trời khó tránh, sau đó cuộc hôn nhân này bị vua nước Tấn là Tấn Bình Công can thiệp, ép buộc Thúc Hướng phải lấy con gái của Hạ Cơ. Hai người sau này có với nhau một người con trai đặt tên là Dương Thực Ngã. Ngày Dương Thực Ngã vừa chào đời, mẹ Thúc Hướng có đến thăm. Bà vừa bước đến gian nhà chính thì nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Nghe xong mặt bà tối sầm, lập tức quay đầu buồn bã trở về. Bà nói đây là âm thanh của loài lang sói, đứa trẻ này có thể khiến gia tộc Dương Thiệt diệt vong. Sau khi Dương Thực Ngã trưởng thành, quan hệ thân thiết với Kỳ Doanh, đồng thời giúp Kỳ Doanh tạo phản. Mùa hè năm Chiêu Công thứ 28, Tấn Khoảnh Công giết chết Kỳ Doanh. Dương Thực Ngã là phe cánh của Kỳ Doanh nên cũng bị xử tử. Rốt cuộc gia tộc Dương Thiệt quả thật diệt vong. Chuyện xưa không phải tự nhiên mà lưu lại, đều là để cho hậu thế những bài học đắt giá, lấy đó làm gương. Phụ nữ dù có sắc nhưng không có đức hạnh, làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, phóng túng dục vọng, như thế không chỉ là đánh mất phúc phận của bản thân, mà con cháu sau này hay những ai liên quan đến người như vậy đều sẽ chịu liên lụy. Vậy nên người xưa thường né tránh loại người này. Mẹ của Thúc Hướng quả là một phụ nữ vô cùng minh mẫn. Dù bà không phải cao nhân thuật sĩ, nhưng có thể đoán chính xác tương lai vận mệnh của gia tộc. Bà chỉ dựa vào lịch sử làm gương, khuyên ngăn con trai đừng vì tham luyến sắc đẹp mà lấy con gái Hạ Cơ làm vợ. Nhưng tiếc rằng
ý trời khó cãi, chẳng thể nào ngăn được hôn sự này. Một điều nữa là khi cháu nội vừa ra đời, tuy bà chưa hề gặp mặt, chỉ nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh, một lần nữa đoán được vận mệnh diệt vong của gia tộc. Có lẽ lúc đó trong lòng bà dâng lên một cảm giác bùi ngùi, vận mệnh do trời định, sức người chẳng thể ngăn. Cổ nhân xưa nay đều tin vào thiên mệnh, lấy lịch sử làm bài học giáo huấn người đời sau, tin rằng phú quý tại thiên, sống chết do trời. Tuy nhiên con người xã hội ngày nay đối với vấn đề này, người bán tín kẻ chẳng tin, coi kính thần kính trời là mê tín, chỉ tin vào khoa học thực chứng, thật đáng tiếc thay.